Dạ lâu ạ, các bạn Siri đây ơi, bị phó DJ khách mời chúng mình ạ. Tính là hôm nay bây giờ đây là buổi chiều 5 giờ chiều luôn rồi. Vẫn còn nhiều người ở phía đó mà. Trời ơi, rất là đông luôn á mọi người. Lúc chiều mà dậy thì rất là đông luôn á. Alo ạ, alo ạ. Các bạn xếp hàng, các cô và Phạm khách mời ơi. Bây giờ chúng ta xếp hàng lại nha. Mỗi gian khách mời, mỗi một line của khách mời mình xếp hai hàng thôi nha. Để cho các khách mời có thể kêu các bạn hãy dậy còn khách mời mình một cách thuận tiện hơn nha. Các bạn ơi, xếp hàng lại với mình. Bạn nào mà có để mình được ưu tiên lên phía trước nha. Các bạn ơi, bạn nào có chép fan meeting rồi giơ cao lên để tụi mình ưu tiên cho các bạn đi lên trước nha. Các staff ơi, hỗ trợ mình đi ạ. Đưa các bạn có bé fan meeting lên hàng trên giùm mình. Các bạn ơi, mình xếp hàng hai hàng giùm mình đi ạ.
mình mình tên là Anisa, Mia đi. Xin chào mọi người, em tên là Mia, em 2 tuổi. Mọi người cùng lại tên em nhé. Sa nó. Đâu chơi lọ. Hi, ba mẹ nhìn lại đi ta, Yumi đi. Xin chào mọi người, em là Yumi, em là con bé nhỏ của mọi người đây. Mọi người hãy cùng gọi tên đó nè. Thank you.
của